Nga cập nhật tình hình ở Kursk, Ukraine lâm nguy ở Pokrovsk Nga ngăn cản Ukraine sử dụng tên lửa tầm Star Storm Shadow Cựu Tổng thống Medvedev cảnh báo Nga có lý do dùng vũ khí hạt nhân Thủ tướng Israel cảnh báo Houthi sẽ phải trả giá đắt Trung Quốc gấp rút chuẩn bị đề phòng khi bão Bebinca đến gần. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Báo Việt Nam Plus. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Cập nhật diễn biến nóng về tình hình chiến sự Nga-Ukraine, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga vừa thông báo quân đội nước này đã kiểm soát được khu định cư Zelanoje, Pevoje, đồng thời tiến hành hàng chục cuộc tấn công trên hướng Pokorovsk và Kurakove ở vùng Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày qua, nhiều đơn vị quân đội Liên bang Nga đã tiêu diệt và làm bị thương binh sĩ Ukraine, phá hủy xe tăng, xe bọc thép, kho đạn dược và các thiết bị cơ sở khác của Ukraine. Các lực lượng Liên bang Nga cũng đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine từ nhiều khu định cư ở tỉnh Kursk. Bên cạnh đó, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Liên bang Nga còn nhắm mục tiêu vào một số đơn vị quân đội Ukraine ở tỉnh Sumy. Về phía Ukraine, cùng ngày Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang nước này đã công bố một báo cáo cho biết đã xảy ra 83 trận giao tranh ở các khu vực tiền tuyến. Tình hình tiền tuyến vẫn phức tạp và căng thẳng, đặc biệt là theo hướng Pokrovsk và Kurakove ở tỉnh Donetsk thuộc đông Ukraine. Cụ thể, trên hướng Pokrovsk, quân đội Liên bang Nga đã tiến hành 23 cuộc tấn công, trong khi trên hướng Kurakove, họ đã tiến hành 27 cuộc tấn công. Một sĩ quan quân đội Ukraine ở gần tiền tuyến phía nam thành phố Pokrovsk tiết lộ rằng tình hình ở khu vực này hiện rất nguy cấp. Chiến lược quân sự của Nga dường như nhằm bao vây thành phố Pokrovsk, một trung tâm tiếp viện quan trọng ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine. Sĩ quan Ukraine cho biết cách tiếp cận này tạo ra một số nồi hầm, tức là các vùng lãnh thổ rộng lớn bị lực lượng Nga bao vây. Một trong số nồi hầm như vậy nằm ở phía nam Pokrovsk giữa Nevensky, Hironik và Krasnokoroka. Tờ Times trích dẫn một nguồn tin quân sự Anh cho biết, tác chiến điện tử EV được quân đội Nga sử dụng đã khiến những nỗ lực của Kiev trong việc sử dụng GPS để dẫn đường cho tên lửa trở nên vô ích. Nguồn tin cho biết chiến tranh điện tử của Nga đã khiến GPS trở nên vô dụng, họ đang làm yếu nó. Theo truyền thông đưa tin, yếu tố này đặc biệt ngăn cản Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh mà không có sự hỗ trợ từ Mỹ. Trước đó, tờ Telegraph đưa tin rằng việc Mỹ cho phép Kiev sử dụng Storm Shadow của Anh để tấn công Liên bang Nga là cần thiết vì lý do tên lửa này được sử dụng song song với các hệ thống của Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng việc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí phương Tây của Ukraine sẽ dẫn đến sự can dự trực tiếp của Mỹ và đồng minh vào xung đột với Nga và Nga sẽ đáp trả một cách phù hợp. Ông Putin cho rằng chỉ các quân nhân NATO mới có thể nhập các nhiệm vụ bay với các hệ thống tên lửa này. Điều này chỉ có thể thực hiện được bằng cách sử dụng thông tin tình báo từ các vệ tinh mà Ukraine không có. Ông cho biết rằng chính các nước NATO đang có tham gia trực tiếp vào xung đột hay không, và nếu họ tham gia thì sẽ thay đổi bản chất cuộc chiến. Tờ báo Times đưa tin, năm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng như cựu Thủ tướng Boris Johnson đã kêu gọi Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer cho phép ký ép sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, ngay cả khi điều này có nghĩa là bỏ qua sự cho phép thích hợp từ Mỹ. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa cho hay, hàng chục UAV Nga đã tấn công các khu vực của Ukraine trong đêm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hai tỉnh của Nga đã bị UAV Ukraine tập kích. Giới chức Ukraine cho biết nhiều UAV của đối phương được phóng tới nhiều khu vực của Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev. Lực lượng phòng không Ukraine thông báo họ đã bắn hạ được 72 UAV Shahed. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo ít nhất hai tỉnh của Nga đã bị UAV Ukraine tấn công trong đêm. Thông qua mạng xã hội Telegram, bộ này cho biết, lực lượng phòng không Nga trực chiến đã phá hủy được 10 UAV đối phương trên bầu trời tỉnh Kursk và 9 chiếc khác trên bầu trời tỉnh Belgorod. Các cuộc tập kích UAV và ban đêm nói trên diễn ra sau các cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Tổng thống Mỹ Biden và Thủ tướng Anh Stammer tại thủ đô Washington, trong đó hai bên thảo luận khả năng dỡ bỏ các hạn chế nhằm cho phép Ukraine sử dụng một số vũ khí tầm xa của phương Tây để tập kích sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Các quyết định được đưa ra trong cuộc họp trên đã không được công bố sau đó. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 14 tháng 9 tuyên bố rằng mục tiêu của Mỹ là bảo đảm người Ukraine có thể kháng cự lại hoạt động quân sự của Nga một cách hiệu quả. Báo binh của Đức ngày 15 tháng 9 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự định đến Mỹ trong vài tuần tới để đích thân đề nghị Tổng thống Joe Biden cho phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây. Chuyến thăm này nhằm trình bày chiến lược mới của Ukraine, bao gồm kế hoạch tấn công và đề xuất ngừng bắn ở một số khu vực mặt trận. Tổng thống Zelensky cũng dự kiến gặp gỡ các ứng cử viên tổng thống Kamala Harris và Donald Trump. Trước đó, Ukraine đã giao cho Mỹ và Anh danh sách các mục tiêu mà nước này dự định tấn công ở Nga bằng vũ khí tầm xa nếu các lực lượng vũ trang Ukraine được phép làm như vậy. Tuy nhiên, báo The Times của Anh cho biết, Tổng thống Biden sẽ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa, tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga, cho đến khi nhà lãnh đạo Ukraine trình bày được kế hoạch chiến thắng. Theo tờ báo, có những dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ sẽ không công khai chấp thuận việc quân đội Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa, nhưng sẽ cho phép cung cấp dữ liệu tình báo cho Kiev. Cựu Tổng thống Nga Medvedev, đương kim phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga vừa lên tiếng cảnh báo sẽ biến Kiev thành điểm bị nung chảy khổng lồ nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của họ để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga. Lời cảnh báo sắc lạnh của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Anh cân nhắc trao cho Kiev quyền được sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tập kích các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Medvedev thường hay đưa ra những lời cảnh báo về chiến tranh hạt nhân. Ông cho biết Điện Kremlin có cơ sở chính thức để sử dụng vũ khí hạt nhân sau khi Ukraine đột kích xuyên biên giới và tỉnh Kursk của Nga. Tuy nhiên, ông tiết lộ thêm rằng thay vì dùng đòn hạt nhân, Moscow có thể sử dụng công nghệ mới hơn để tạo ra một điểm nung chảy khổng lồ tại thủ đô Kiev của Ukraine. Trên mạng xã hội Telegram, phó chủ tịch hội đồng an ninh Nga Medvedev viết: "Moscow đã kiên nhẫn, nhưng khối Anglo-Saxon Mỹ và Anh không muốn thừa nhận một điều là bất cứ sự kiên nhẫn cũng có giới hạn của nó." Đồng thời cựu tổng thống Nga Medvedev phát biểu rằng không ai mong chờ xung đột bằng vũ khí hạt nhân và rõ ràng là đáp trả bằng đòn hạt nhân là quyết định cực kỳ khó khăn với hậu quả không thể đảo ngược được. Tiếp tục chương trình với một số tin tức quốc tế liên quan đến tình hình tại khu vực Trung Đông. Ngày 15 tháng 9, thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng lực lượng Houthi ở Yemen lẽ ra phải biết rằng Israel sẽ khiến họ trả giá đắt sau cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel. Theo hãng tin Reuters, ông Netanyahu đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp hàng tuần của nội các Israel. Ông cảnh báo những ai cần nhắc nhở thì hãy đến thăm cảng Hodeidah. Israel đã tấn công vào cảng Hodeida do Houthi kiểm soát vào ngày 20 tháng 7 sau khi một thiết bị bay không người lái do nhóm này phóng đã tấn công Tel Aviv, khiến một người thiệt mạng và bốn người bị thương. Ông Netanyahu tuyên bố, người nào tấn công chúng tôi sẽ không thoát khỏi tầm với của chúng tôi, Hamas đang trải qua điều này. Ngoài ra, ông Netanyahu cũng cho biết tình hình hiện tại ở miền Bắc Israel sẽ không tiếp diễn nữa và ông quyết tâm làm mọi cách có thể để đưa những người sơ tán ở miền Bắc trở về nhà. Liên quan vụ tấn công của Houthi, quân đội Israel thông báo rằng họ đã thực hiện nhiều nỗ lực đánh chặn một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng vào miền Trung Israel và sáng 15 tháng 9, mặc dù kết quả của các nỗ lực này vẫn đang được làm rõ. Quân đội Israel tuyên bố rằng theo điều tra ban đầu, tên lửa của Houthi đã bị vỡ ra trên không. Tên lửa này được phóng vào khoảng 6 giờ 21 phút sáng và có báo động đã vang lên khắp miền Trung Israel lúc 6 giờ 32 phút sáng. Theo Houthi, tên lửa này đã đạt tốc độ siêu vượt âm và tới Israel trong vòng 11 phút. Quân đội Israel đã cố gắng bắn hạ tên lửa trên bằng cả hệ thống phòng thủ Arrow tầm xa và hệ thống vòng sắt, vốn thường được sử dụng để đối phó với các cuộc tấn công tầm ngắn. Mảnh vỡ từ tên lửa và các thiết bị đánh chặn đã rơi xuống các khu vực trống tại rừng Ben Shemen gần Kaf Daniel, cũng như tại một ga tàu gần Modin. Trong khi đó, ông Nasruddin Amr tại văn phòng truyền thông của Houthi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng tên lửa đã bay tới Israel sau khi Israel dùng 20 tên lửa đánh chặn nhưng thất bại, đồng thời mô tả cuộc tấn công này là bước khởi đầu. Trước đó, trong một bài phát biểu ngắn trên truyền hình, phát ngôn viên quân sự của Houthi, ông Jajasari tuyên bố, lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào miền trung Israel sáng 15 tháng 9. Cụ thể, ông Sari cho biết Houthi đã phóng tên lửa siêu vượt âm vào một mục tiêu quân sự trong khu vực Tel Aviv, tuyên bố rằng tên lửa này đã tránh được các hệ thống phòng không của Mỹ và Israel, gây sợ hãi và hoảng loạn ở Israel. Ông này tuyên bố vụ tấn công đã buộc hơn 2 triệu người Israel phải chạy vào nơi trú ẩn lần đầu tiên trong lịch sử. Vụ phóng tên lửa và các nỗ lực đánh chặn đã gây cảnh báo cho Tel Aviv và một phần lớn khu vực đô thị đông đúc. Ông Sari cũng cảnh báo rằng người dân Israel có thể sẽ phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công và các chiến dịch mạnh mẽ hơn trong thời gian trước ngày 7 tháng 10, ngày cho một năm vụ Hamas tấn công Israel. Sau nhiều tháng xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas, thành phố Rafah ở dài Gaza đã bị săn phẳng hoàn toàn và hiện là một vùng đất hoang. Phóng viên Sky News cho biết, đống đổ nát ở nhiều nơi cao tới hàng mét, những tòa nhà vẫn đứng vững, chỉ là những vỏ rỗng, những cửa sổ tối tăm, trống rỗng như những linh hồn trống rỗng trong một cảnh tượng kinh hoàng. Nếu không có tiếng máy bay không người lái liên tục trên cao thì đường phố sẽ im mắng. Sự im lặng thỉnh thoảng bị tiếng súng phá vỡ khi những chiến binh Hamas còn lại bước ra khỏi đống đổ nát để chiến đấu. Phóng viên Sky News Alistair Bunkan cho hay, đôi khi thật khó tìm ra từ ngữ nào để có thể mô tả những gì được chứng kiến. Nhà báo này dẫn lời một người lính Israel cho biết, Tôi biết tình hình tệ đến mức nào, song chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Hamas đã có nhiều tháng để chuẩn bị cho cuộc chiến Rafah. Họ đặt bẫy mìn trong các ngôi nhà và chiến đấu hết mình. Ông Alistair Bunkan kể chuyện đã chứng kiến lối vào đường hầm nơi 6 con tin Israel bị sát hại. Nó nằm bên dưới phòng ngủ của một đứa trẻ được sơn hình các nhân vật Disney. Lối vào rất có thể nằm ngay bên dưới giường. Trong hội nghị thượng đỉnh tại Washington vào hôm 15 tháng 9, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận rằng hai nước đang thắt chặt hợp tác quân sự và thời điểm Iran đang trong quá trình làm giàu đủ urani để hoàn thành mục tiêu lâu dài là chế tạo bom hạt nhân. Các nguồn tin của Anh cho biết Washington và London đang lo ngại về hoạt động trao đổi công nghệ hạt nhân của Iran. Tuần trước trong chuyến thăm London để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Ngoại trưởng Anh David Lamy, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự. Anh, Pháp và Đức cũng cảnh báo vào tuần trước rằng kho dự trữ urani làm giàu ở mức độ cao của Iran đang tiếp tục tăng đáng kể mà không có bất kỳ lý do dân sự đáng tin cậy nào. Tuy nhiên không rõ Tehran đã trang bị được những kiến thức kỹ thuật nào để chế tạo vũ khí hạt nhân ở giai đoạn này, hoặc nước này có thể chế tạo vũ khí hạt nhân nhanh như thế nào. Song, họ cho rằng việc Iran làm việc với các chuyên gia giàu kinh nghiệm hoặc học hỏi kiến thức sẽ giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất. Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump cho biết bà Kamala Harris sẵn sàng gây chiến với Nga nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới tuyên bố trên được ông donald trump trong một cuộc vận động tranh cử ở las vegas đưa ra ứng viên đảng cộng hòa cho rằng một cuộc xung đột hạt nhân với nga hoàn toàn có thể xảy ra nếu bà kamala harris trở thành tổng thống mỹ tiếp theo cũng theo ông trump ông là người duy nhất có thể ngăn cản một cuộc chiến tranh toàn diện với nga ông trump nhấn mạnh tương lai của chúng ta sẽ kết thúc nếu thế chiến thứ ba xảy ra chúng ta sẽ đối mặt với một cuộc chiến hạt nhân nếu không cẩn trọng những người đảng dân chủ không hề biết họ đang làm gì đồng thời cam kết đưa người dân mỹ tránh xa chiến tranh Ông cũng cho rằng tôi sẽ chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông và giải quyết xung đột ở Ukraine. Tôi sẽ giải quyết vấn đề này với tư cách là Tổng thống Mỹ tiếp theo, bầu cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là phiếu bầu cho chiến tranh với Nga. Ông Trump cũng tuyên bố rằng bà Harris đang tìm cách khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc và đẩy người dân Mỹ vào một cuộc chiến không nên xảy ra. Ứng ừ viên Đảng Cộng hòa Donald Trump khẳng định cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không xảy ra nếu ông còn tài nhiệm vào thời điểm đó. Trong suốt chiến dịch tái tranh cử của mình, ông đã nhiều lần tuyên bố rằng ông có thể ngăn chặn cuộc chiến trong vòng 24 giờ, nhưng không nêu rõ ông sẽ làm như thế nào. Đầu tuần này, ứng viên phó tổng thống đồng hành cùng ông Trump, thư nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance, tuyên bố một kế hoạch hòa bình cho Ukraine hoàn toàn khả thi. Theo đề xuất này, các bên sẽ xây dựng một khu vực phi quân sự xung quanh chiến tuyến hiện tại và đảm bảo sự trung lập của Ukraine, phù hợp với một trong những mục tiêu chính của Nga tuy nhiên bà harris cho rằng ông trump sẽ từ bỏ ukraine khẳng định rằng những nỗ lực của bà với tư cách là một phần của chính quyền tổng thống mỹ joe biden bao gồm cả việc cung cấp vũ khí và đạn dược đã đảm bảo kiev vẫn độc lập như hiện tại Nối tiếp chương trình với một thông tin quốc tế đáng chú ý khác, sau khi quét qua Philippines khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, báo Bebinca đã di chuyển ra khỏi vùng đảo Amami phía tây nam Nhật Bản vào sáng ngày 15 tháng 9 và đang hướng về khu vực phía đông Trung Quốc, Thượng Hải và các tỉnh miền đông Trung Quốc đang chạy đua cấp rút ứng phó với cơn bão Bebinca. Theo cơ quan khí tượng Trung Quốc CMA, bão Bebinca với tốc độ gió duy trì tối đa gần tâm bão khoảng 144 km h dự kiến đổ bộ vùng Duyên Hải miền đông Trung Quốc từ đêm 15 tháng 9 đến sáng 16 tháng 9 và suy yếu dần. Nó có khả năng đổ bộ nhiều nhất vào thành phố Ninh Ba của tỉnh Chiết Giang và Thượng Hải. Đây được cho là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất tấn công Thượng Hải kể từ năm 1949 khi bão Gloria quét qua thành phố này với sức gió giật 144 km h Hiện nay, Thượng Hải đã dừng các tuyến giao thông, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh bão và đóng cửa các điểm du lịch, bao gồm khu nghỉ dưỡng Disney Thượng Hải. Tàu phá qua lại Thượng Hải và đảo Sùng Minh, hòn đảo lớn thứ ba của Trung Quốc và được coi là cửa ngõ và sông Trường Giang, cũng đã ngừng hoạt động. Hơn 600 chuyến bay đến và đi từ Thượng Hải cũng bị hủy. Tại Chiết Giang, các tàu thuyền cũng được gọi về bờ neo đậu để tránh bão. Một số công viên ở thủ phủ Hàng Châu cũng thông báo đóng cửa. Bão Bebinca đổ bộ đúng vào dịp người dân Trung Quốc đón Tết Trung Thu, một kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày trên toàn quốc, thời điểm nhiều người dân đi du lịch hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc ngày 14 tháng 9 ban hành phản ứng cấp độ 4, mức thấp nhất trong hệ thống phản ứng khẩn cấp của nước này để chuẩn bị ứng phó khả năng xảy ra lũ lụt tại Tượng Hải và các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự quốc tế phát sóng hàng ngày trên kênh youtube báo việt nam plus cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại